Và ngày hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu ra quân tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2024 gặp U23 Kuwait. Với tư cách là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã mang tới một tinh thần rất đáng khích lệ. Mặc dù vẫn có những sai số, thế nhưng chúng ta cũng đã có được một chiến thắng để gia tăng cơ hội đi tiếp ở bảng đấu này. Vẫn còn đó những nỗi lo trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn có được điều quan trọng nhất, đó là 3 điểm trong ngày ra quân. Sự thuận lợi đã đến với U23 Việt Nam ở phút thứ 32 khi tiền vệ Ebrahim Kamel của U23 Kuwait đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Khuất Vật Khàng. Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Việt Nam đã có được bàn mở tỷ số ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Văn Tùng thoát xuống đón đường truyền của Văn Trường để mang về bàn thắng cho U23 Việt Nam. Ngay sau đó, Ngọc Thắng phải nhận tấm thẻ đỏ với tình huống phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm, đi kèm là bàn gỡ hòa một đều cho U23 Kuwait. Tuy nhiên, trong một ngày U23 Kuwait có quá nhiều sai lầm, đặc biệt là thủ môn đội trưởng Abdurrahman, U23 Việt Nam vẫn có được chiến thắng chung cuộc. Bùi Vĩ Hào lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng 3-1. Qua đó giúp U23 Việt Nam dẫn đầu bảng D khi cùng có 3 điểm như U23 Uzbekistan, nhưng hơn về chỉ số phụ. Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á, thì trận đấu đầu lúc nào cũng là trận đấu khó khăn. Và toàn đội có bàn thắng trước nhưng không may bị thẻ đỏ vào penalty nên thế trận trở nên khó khăn. Khi bước vào hiệp 2, toàn đội đã nỗ lực quyết tâm và thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, và em rất vui khi ghi được 2 bàn thắng giúp đội giành chiến thắng. Giành chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên có được chiến thắng trong trận đấu mở màn của vòng chung kết U23 châu Á. Bùi Vĩ Hào cũng trở thành cầu thủ U23 Việt Nam đầu tiên trong lịch sử ghi được cú đúp bàn thắng trong trận đấu đầu tiên của giải đấu này. Vâng, chúng ta vừa cùng nhau trải qua một chuyến tàu lượn với rất nhiều những cảm xúc của đội tuyển U23 Việt Nam. Ở đó có những sự lo lắng, những sự vỡ òa về mặt niềm vui và sau đó lại tiếp tục hồi hộp sau những tình huống xử lý của các cầu thủ. Có lẽ là một trận đấu hiếm hoi mà người hâm mộ sẽ nhớ nhiều hơn về những tình huống không dẫn tới bàn thắng hơn là những bàn thắng đã được ghi. Và để giúp cho quý vị khán giả có được một góc nhìn chuyên môn hơn về trận đấu ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam, bản tin 360 độ thể thao cũng đã mời tới trường quay chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú. Vâng, xin chào ông Phan Anh Tú. Vâng, xin chào. Vâng, chúng ta đều biết là U23 Việt Nam là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại vòng chung kết U23 châu Á lần này. Nhiều người thì mới chỉ 18 hay là 19 tuổi thôi. Vậy thì với một đội bóng trẻ như vậy thì là một chuyên gia bóng đá, ông kỳ vọng gì về sự thể hiện của U23 Việt Nam và những sự thể hiện của các cầu thủ đã đáp ứng được những sự kỳ vọng và mong mỏi của cá nhân ông hay chưa? Có lẽ chúng ta đều thấy rằng là cái chiến thắng 3-1 chúng ta hôm qua trước Kuwait cũng là một cái khích lệ rất là lớn, đúng không ạ? Khi chúng ta có một đội bóng trẻ trung đến một cái vòng chung kết U23 mà mang nhiều nỗi lo, lúc này khán giả cũng tập trung vào đội bóng này và xem sự thay đổi như thế nào. Và đặc biệt nhất chúng ta biết rằng là mặc dù trẻ trung nhưng chúng ta mang đến với số lượng cũng có nhiều tuyển thủ quốc gia, và đặc biệt nhất là có nhiều tuyển thủ đã đương đá ở giải quốc nội, mà đặc biệt những cầu thủ đó trận đấu ngày hôm qua thể hiện rất tốt phong độ của mình, như Lương Duy Cương hay là như Thái Sơn, tôi nói ví dụ thế cũng rất nhiều, hay là Khoa Văn Chuẩn, là những người mà đương đá quốc nội đều thể hiện tốt những năng lực của mình. Có một chút hơi buồn một chút về Quốc Duy Khang thôi, hôm qua có thể một trạng thái khớp thế nào đấy thì Quốc Duy Khang chưa phát huy được thôi, nhưng tôi cho rằng đấy cũng là một mũi nhọn của đội tuyển Việt Nam, anh ta chơi khá đột biến. Thế dù sao chăng nữa, hôm qua cũng nếu nói về con số, chúng ta lập khá nhiều con số cũng khá hay đấy. Một trận đấu thắng đầu tiên của vòng chung kết U23 này, đúng không? Một tỷ số rất là cao rồi, thầy có người ghi hai bàn, lập cú đúp như là Bùi Vĩ Hào, thì tôi cho đấy là một trận con số đáng khích lệ. Nhưng mà trong nữa thì chúng ta thấy rằng là ở một trận đấu đầu tiên, bao giờ cũng khó khăn. Là chúng ta gặp một tâm lý vì cái áp lực rất là lớn, mọi người đều kỳ vọng và các cầu thủ đều muốn thể hiện thay đổi. Nhưng tôi cho rằng cái được nhất là cầu thủ, chúng ta có khát vọng. Lúc này đến đây là cái lứa cầu thủ này là lứa cầu thủ đương muốn có một gì đấy thay đổi, muốn làm lại cái gì đấy, nên là cái sự khát vọng trong các cầu thủ này là rất là lớn. Thế dù sao chăng nữa, cái khát vọng quá lớn với một trận đấu căng thẳng như vậy thì cái tâm lý là điều không thể tránh khỏi cả. Thế nhưng cái hay nhất tôi cho rằng đấy là cái sự tài tình của huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Sau hiệp một đọc trận đấu tốt, anh ta đã quyết định thay 3 người liền. Và chúng ta biết rằng đã thay Văn Trường vào rồi thì chúng ta chỉ còn có 4 người thôi, là một sự mạo hiểm, nhưng sự thay đổi đó đã thay đổi hẳn cách chơi của tuyển Việt Nam. Chúng ta đã hoàn toàn khống chế trận đấu và lập tức là có những miếng phối hợp nhỏ rất là hay. Lúc đó chúng ta mới thấy sự nhuần nhuyễn, sự gắn kết và cũng tạo cho đội Kuwait một sự bối rối, và từ đó trở đi được Kuwait giảm thể lực rất là rõ ràng, và từ đó thì chúng ta có nhiều cơ hội hơn. Và tuy rằng là đối phương phạm sai lầm đấy, nhưng mà phải do chúng ta gây áp lực, phải do chúng ta tạo cơ hội thì mới có được những cái sai lầm đó, đúng không ạ? Thì tôi cho rằng đấy là sự tích cực của chúng ta hiện nay, mà đặc biệt nhất là huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã có những quyết định thành người rất là chính xác.
Vâng, may mắn thì không đến với những người không có những sự cố gắng, đúng không ạ? Rõ ràng đội tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy một cái tinh thần rất là đáng ghi nhận trong trận đấu ra quân, một trận đấu với rất nhiều những áp lực. Vừa rồi thì chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cũng đã kể ra rất nhiều những cái tên như là Khuất Văn Khang, thủ môn Quan Văn Chuẩn, Văn Tùng hay là Văn Trường, Lương Duy Cương, những người đã từng được hít thở bầu không khí tại V-League và cũng có rất nhiều những phút để thi đấu tại cấp độ câu lạc bộ của mình rồi. Vậy thì theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, đâu là cái tên đáng chú ý nhất mà với cá nhân ông đã thể hiện trong trận đấu ra quân vừa rồi? Tôi nghĩ là lúc này ở trận đấu đầu tiên thì cũng chưa bộc lộ nhiều, nhưng mà có một cá nhân tôi cho rằng là khá chủ chốt, mà khá năng nổ, mà cảm thấy có một cái gì đấy là một cái niềm tin toàn đội, tôi cho là Thái Sơn. Thái Sơn anh ta hoạt động rất là hiệu suất, rất là chững chạc, thể hiện một cái gì đấy nòng cốt trong đội bóng, trong tất cả xung quanh mình thì Thái Sơn vẫn nổi lên một cầu thủ tỏ ra là chững chạc nhất. Bên cạnh đó có sự tốt vững mãnh của Lương Duy Cương cũng như Quan Văn Chuẩn. Thế còn Bùi Vĩ Hào thì tôi cho rằng là anh ta cầu thủ cũng đã từng đá V-League, đã BKM Bình Dương, cũng nhanh nhẹn, cũng năng nổ, nhưng dù sao chăng nữa cũng chưa phải là một yếu tố quan trọng. Chúng ta biết rằng là qua trận đấu vừa rồi ấy, thì huấn luyện viên tôi đã nhận ra những năng lực thực sự của cầu thủ. Chúng ta biết rằng là tuy đã tập với nhau thôi, nhưng mà để tìm một đội hình chuẩn, tìm đội hình lý tưởng không dễ. Nhưng qua trận đấu này thì bản thân là chúng ta đã biết được địch, nhưng đồng thời đã biết được chúng ta, con người chúng ta với đội hình nào sẽ thích hợp, và từ đấy sẽ có nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Vâng, đúng không ạ? Khác nhau, chúng ta thấy rằng là một đội hình hai và thay đổi hoàn toàn một hàng tiền đạo thì chúng ta thấy rằng có một sự vị thế khác, nhưng đá một đối tượng khác thì sẽ lại có những cách dù chơi khác. Thì qua những trận đấu như vậy thì con người các cầu thủ bộc lộ hết ra, để huấn luyện viên Tuấn mới nắm được rằng là với những đối thủ nào thì sử dụng, với con người nào thì sẽ phù hợp cho ý đồ chiến thuật của mình. Vâng, những giải đấu thì rõ ràng chính thức thì khác so với những trận đấu giao hữu, và khi mà bước một giải đấu chính thức thì các cầu thủ mới có cơ hội để thể hiện hết khả năng và cũng có thêm những cái động lực, đúng không ạ? Vừa rồi thì chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cũng đã nhắc tới Thái Sơn. Thái Sơn thì là một trường hợp mà đã không được gọi vào U20 Việt Nam tham dự giải U20 châu Á hồi năm ngoái, nhưng bây giờ thì chính Thái Sơn lại là người đang gần như là nắm cái lối chơi ở tuyến giữa của đội tuyển U23 Việt Nam. Thái Sơn thì sau một mùa giải thi đấu rất nhiều cùng với Đông Á Thanh Hóa thì cũng đã cho thấy những sự trưởng thành. Vậy cái vai trò của cái việc được thi đấu thường xuyên và được trao cơ hội ở cấp độ câu lạc bộ có một cái vai trò như thế nào, thể hiện ra làm sao với các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ ở giải lần này? Rất quan trọng. Chúng ta biết rằng là các cầu thủ trẻ thì như chúng ta nói là gì, các cầu thủ trẻ tập luyện ở các học viện, ở các đội trẻ thì họ mới chỉ là đi học thôi, sau khi họ tốt nghiệp ra trường xong thì họ phải có môi trường làm việc, đúng không ạ? Nếu tốt nghiệp ra trường xong mà cứ ngồi ghế dự bị, cứ chỉ làm những việc rất phụ thôi thì làm sao nâng năng lực của mình lên được? Thì đâm ra rất nhiều cầu thủ có may mắn là có thể được các huấn luyện viên sử dụng ngay, và trong quá trình nỗ lực phấn đấu với cái năng khiếu của họ, với cái khả năng của họ thì họ phát huy được ngay. Nhưng rõ ràng có những cầu thủ là có thể là ra trường đấy, có thể chuẩn bị vào đấy, nhưng mà khi tung vào trận chiến trận thực sự thì không bộc lộ được hết, chưa chắc đã trở thành cầu thủ thành công. Nhưng mà rõ ràng là phải có các đấu trường thì mới có các cầu thủ thành công được. Chúng ta biết rằng đấy, các cầu thủ nước ngoài, một số đội bóng nền bóng đá phát triển hiện nay đương có những cầu thủ trẻ thi đấu rất hay, thì họ đều có thể trưởng thành ở các môi trường rất cao, họ có thể xuất ngoại, họ có thể đá ở châu Âu, họ có thể đá những nước tốt hơn. Thì chúng ta thấy rằng là những cầu thủ khi trở về lại nước, rõ ràng họ hơn hẳn một đẳng cấp, vì họ được rèn luyện qua những môi trường khắt khe hơn rất nhiều, đúng không ạ? Tốc độ trận đấu cao hơn, cường độ cao hơn, tất cả mọi cái đều cao hơn cả, thì họ sẽ bám theo đấy, họ trưởng thành lên. Thì đấy là một vấn đề rất quan trọng trong môi trường để các cầu thủ được thi đấu nhiều, được cọ sát nhiều, thì những cầu thủ có năng lực thực sự sẽ tỏa sáng, sẽ bộc lộ được cái hay của mình. Chứ còn nếu họ không được sử dụng nhiều rất nguy hiểm, và chúng ta biết rằng việc sử dụng nhiều lại rất phụ thuộc vào các đội bóng, rất phụ thuộc vào huấn luyện viên. Nếu họ may mắn rơi vào đội bóng đương cần ở vị trí đó thì họ có thể phát hiện ngay, nhưng họ rất hay ở vị trí này nhưng ở đội bóng ấy còn người hay hơn chẳng hạn, thì họ phải ngồi trên ghế dự bị với cái vị trí khá lâu, thì không cẩn thận thì họ lại sẽ mòn đi, hoặc là họ sẽ trốn mất cảm giác đi. Thì đấy tôi muốn nói rằng là rất nhiều đội bóng họ cho mượn cầu thủ là như vậy, họ đầy cầu thủ họ cho mượn để được sử dụng nhiều hơn, để khi họ lấy về thì họ có một cầu thủ trưởng thành. Đấy là một cách làm các đội bóng mà khi muốn phát triển cầu thủ trẻ thì với việc sử dụng có thường xuyên cũng là một trong những cách mà để họ có thể cất cánh được. Vâng, chúng ta biết là rất khó để các cầu thủ, các câu lạc bộ có thể thường xuyên trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ tại các giải đấu ví dụ như V-League hạng nhất, nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng sẽ hy vọng là các cầu thủ trẻ sẽ có thêm may mắn phút thi đấu may mắn và tận dụng tốt những cơ hội của mình. U23 Việt Nam giải đấu này thì có rất nhiều những cầu thủ trẻ và sẽ hy vọng là cái sự kế thừa sẽ tiếp tục được phát huy ở cái vòng chung kết tiếp theo, như chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi vào những trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam. Ngược lại thì những cầu thủ không thường xuyên được trao cơ hội ở cấp độ câu lạc bộ thì có lẽ là cũng có những cái sai số nhất định, ví dụ như là trường hợp của trung vệ Ngọc Thắng, người đã phải nhận một tấm thẻ đỏ. Cá nhân ông Phan Anh Tú nhận xét như thế nào về cái tình huống này? Tôi cho là thiếu kinh nghiệm thôi. Chúng ta biết rằng là một cầu thủ trẻ thi đấu một giải lớn như vậy với một tình huống anh ta cho thấy khá nguy hiểm, và cái quyết định là quyết định sai lầm, thì thôi chúng ta phải chia sẻ thôi. Đấy là một bài học cho anh ta, đồng thời là bài học cho cả những người khác. Tôi nói cái bài học của Ngọc Thắng rất là rất hay, không chỉ cho Ngọc Thắng
mà chính bản thân các cầu thủ khác ở ngoài cũng thấy rằng là ở tình huống có thể có phương án khác tốt hơn. Và chúng ta thấy là một lần nữa thì cái công nghệ VA cũng lại rất là quan trọng. Các cầu thủ, đặc biệt là Ngọc Thắng hay là nhiều cầu thủ trẻ chưa được thường xuyên làm quen và va vấp với công nghệ VA thì việc không ý thức được việc là những tình huống sai lầm của mình hoàn toàn sẽ phải cái đó bị cũng trả không giá. Phải cầu thủ trẻ đâu, đến cả cầu thủ có kinh nghiệm nếu chúng ta không thận trọng một chút khi thi đấu quốc tế có công nghệ VA và lúc này là những tiểu xảo, những cái thêm thắt, những cái động tác thừa là sẽ bị phát hiện ra hết. Nên mà chính vì vậy mà khi vào sân phải rèn luyện dần đi cái sự tập trung, sự tích cực, cố gắng thi đấu một cách tích cực, thi đấu một cách trung thực. Chứ còn bây giờ nếu mà dùng tiểu xảo, đây tôi nói cầu thủ cố ép thế thôi, một cái mỗi một cái chỉ cần đạp chân một cái tiểu xảo trên đường bước chạy, đạp lùi lại cái chân vào đùi đối phương, khi va phát hiện ra là thẻ đỏ ngay lập tức. Và anh ta thử bước lên trên tránh cái đùi là chuyện bình thường, nhưng mà anh ta cũng là một trong những cái tiểu xảo. Nhưng mà đấy, ý tôi nói rằng là các cầu thủ hết sức thận trọng. Bây giờ bóng đá hiện đại có va rồi thì cố gắng chơi một cách nghiêm túc với đúng năng lực. Đáng tiếc là Ngọc Thắng thì ngày hôm qua đã chưa ý thức được cái tầm quan trọng của công nghệ VAR như vậy. Mình cũng chia sẻ là Ngọc Thắng dù sao cũng là cầu thủ thiếu kinh nghiệm thôi. Cũng phải chia sẻ. Đây là một cái bài học. Một bài học. Mà tôi nói một cái rất hay, bài học cho cả người khác đấy nhé. Chúng ta đừng nói Ngọc Thắng đâu, tất cả ngoài sân đều thấy hết. Và các đội đều thấy rằng đấy, một tình huống như vậy, một sai lầm rất nguy hiểm, có thể đổ vỡ hết tất cả thành quả. Nếu mà có một cái giải pháp thông minh hơn, một cách giải quyết khác thì có thể là tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù sao thì đây cũng sẽ là một bài học nhớ đời đối với Ngọc Thắng trước khi anh có thêm những trận đấu quan trọng hơn trong sự nghiệp của mình. Và Ngọc Thắng thì như vậy là sẽ không thể có mặt trong trận đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng đấu bảng. Cùng với đó thì một trường hợp khác là tiền đạo trẻ Đình Bắc, người đã gặp chấn thương. Sáng nay thì Đình Bắc đã được đưa đi kiểm tra và xác minh về tình trạng chấn thương của mình, và chúng ta sẽ cùng cập nhật tình trạng chấn thương của Đình Bắc. Sáng nay, tiền đạo Đình Bắc đã được đưa tới bệnh viện tại Doha, Qatar để kiểm tra mức độ chấn thương cổ chân. Đây là chấn thương khiến tiền đạo 20 tuổi này phải rời sân ngay từ hiệp 1 trận gặp U23 Kuwait vào tối qua. Đình Bắc sẽ cần nghỉ ngơi hồi phục và trị liệu ít nhất tới hết vòng bảng giải đấu này và khó có cơ hội ra sân ở các trận đấu tiếp theo. Trung vệ Ngọc Thắng chắc chắn không thể thi đấu vì nhận thẻ đỏ. Anh sẽ không thể ra sân cho tới hết vòng bảng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đăng ký 5 trung vệ và giờ chỉ còn 4 cầu thủ để sử dụng ở những trận đấu sắp tới. Trận đấu thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày thứ Bảy 20 tháng 4 tới. 3 điểm có được trong trận đấu với U23 Kuwait giúp U23 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu tại bảng D nhờ hơn U23 Uzbekistan ở chỉ số phụ. Lúc này cơ hội vượt qua vòng bảng đang dần rộng mở với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 4 tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia. Đội đã thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Vâng, một lịch thi đấu có lẽ là cũng khá thuận lợi với U23 Việt Nam. Chúng ta gặp những đối thủ với mức độ khó tăng dần trước khi đối đầu với một đội bóng đã từng vượt qua U23 Việt Nam trong trận chung kết năm 2018. Vâng, những trận đấu tiếp theo sẽ mang tới những thử thách lớn hơn. Vậy thì chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú kỳ vọng như thế nào và chờ đợi điều gì nhiều hơn ở thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải lần này? Tôi cho rằng là tâm lý của đội tuyển Việt Nam đã được rũ bỏ rất là nhiều với cái trận thắng 3-1 trước Kuwait là một cái vấn đề rất là tốt. Cái thứ hai là huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã hiểu mình hơn, đã hiểu quân mình hơn rất là nhiều. Thứ ba nữa rằng là đối tượng của chúng ta gặp đội Malaysia thì cũng là đối tượng quen thuộc, cũng vừa phải, tức là cũng trong tầm chúng ta, không có gì đáng ngại lắm, có thể toàn tính mà chiến thuật được. Nhưng mà rõ ràng là huấn luyện Tuấn sẽ toàn tính rất tốt khi chúng ta đã có 3 điểm trước đấy rồi. Chúng ta tiếp tục gặp đội bóng ngang cơ và sau đó gặp đội bóng có thể nhỉnh hơn một chút thì chúng ta có quyền tính toán từng trận đấu một. Đó là một điều rất là quan trọng với một chặng đường dài hơi, và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì cũng đặt quyết tâm là sẽ tiến sâu và tạo ra được những bất ngờ đối với bóng đá châu Á. Chúng ta sẽ cùng hy vọng vào những kết quả tốt hơn, những màn trình diễn khả quan hơn của đội tuyển U23 Việt Nam. Cảm ơn chuyên gia Phan Anh Tú vì đã dành thời gian cho bản tin 360 độ thể thao ngày hôm nay.